Anh cứ bình tĩnh này. Nó mà không cao quá là mình đi được đấy. Người cao còn cao bằng cái đầu anh ấy. Why? Thế hãy chặt bớt đi. Từ từ. Không được, phải chinh phục thử thách đi. Thế này thì mới là thử thách đi. Thử thách gì đi thấp này thì. Quá kia. Em mà đi, em đi 100 bước. Mọi người thấy cái chân nó rung 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 đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Một Màu TV. Vẫn đợi mãi thì Màu Đệ nó mới lên. Mình phải đi chặt dê từ lúc để làm quả keo là kinh điển nhất. Ngày xưa mình hay đi lắm. Màu Đệ biết đi cặp keo không? Không, em thấy trong TV rồi. Nhưng mà đây người ngã khách hết cả mồm. Ngã mà chưa biết gọi là anh gọi là siêu nhân à? Nhưng anh biết làm không? Tao chuyên gia luôn. Chuyên gia? Anh chỉ ăn tùng nước phét. Chuyên gia mày cứ đấy mà mình phét nhá. Chả thế. Tao cho phát luôn. Ấy cái đục ra rồi nhỉ. Tao ăn tùng nước phét. Đây nhá, cho mọi người sẽ hướng dẫn cho mọi người làm luôn nhá. Đấy, tức là cái này sẽ là bàn đạp này. Tí nữa đục một lỗ này. Xỏ đến đây này. Bàn đây này, xong rồi đạp lên đây. Sao cái bàn đạp gì mà to hơn cả cái đứng đấy? Thì bàn đạp nó phải to hơn cái đứng ấy. To thế này. Không to hơn cái đứng thì đi kiểu gì. Nhưng mà tí nữa anh ơi, anh làm cuộc thi xong rồi bảo đấy. Thì thằng nào biết đi, có thằng nào thi được với anh. Đấy, xong thử thách lừa anh trung ngâm ấy. Với cả đặt chỗ sẵn này. Nhảy xuống ao nhá. Trời này mát. Trời này mày nhảy xuống ao nhỉ. Mát phết đấy. Thì thôi rồi đấy. Chưa, nói chung là quả này phải nói chung là kỹ thuật cao mới làm được. Nó sợ. Nó khoét tí. Đục lẽo thế. Xong rồi thì nó nhét vào cái cây con này. Đấy. Xa. Đẹp. Anh làm một đoạn đứt tay đứt chân đấy. Đứt nào được. Đứt ngay. Cái ra cho xe máy vào kìa. Đâu? Mau cụ à? Mau cụ. Bố của ba đại ca ấy mà kìa. Ông mau cụ ấy. Đây là cụ trẻ này. Cụ trẻ có dỗ. Mày. Để cả dơ nhìn như kiểu là con dê ấy. Anh review bộ dâu á. Mấy cái. À, đây là bộ râu của con dê gọi là cụ ở trên núi Côn Lôn vừa xuống. Đâu? Dê này là dê nhốt chuồng. Dê nhốt chuồng. Thì râu nó mới ôi xì, cả lông rách ôi rách. Chả thế. Vả râu rừng. Chả thế. Đấy. Nói chung là tí nữa sẽ có một cuộc thi đi cặc khoeo bằng gọi là... gọi là sẽ có những cái hình phạt kinh điển. Kinh điển. Mày đi không? Nhìn chân anh có bát phết. Mày nhá, bây giờ nhá. Thì nó làm quả kheo dài 1m2 nhá. Thế thì phải cắt cái này bằng. Cắt cái chân nó bằng đi đã. Anh cắt đi xong rồi tí nó lát. Không cần, đục đã. Đâu, đục đéo. Anh có biết cạc tượng không? Tao đúc tượng được mà. Mày này cá. Hả? Tao đúc được tượng mà. Mày tí nó. Đã một phẹt. Tàn ăn tùng một phẹt. Mày thấy thằng Cusin này. Xin thế nào? Tao đúc được đấy. Điên à? Đấy là để. Đúc một cái đúc tượng. Ôi anh ơi, tao dài rồi. Chiều đi cạo tao đi. Hôm nay chả mấy khi ngày nhà mất điện. Hôm nay còn mưa gió nữa chứ. Hôm nay mất điện chán nhỉ. Thế nên là chuẩn bị anh em mình làm xong cái này thì nó lại đi câu tiếp mọi người. Mất điện nhưng mà may không nóng nhỉ. Nóng gì hết chứ. Tao đang mặc nóng này, giết bỏ mẹ. Thế sao không chửi trần nữa đi. Thôi. Ngày trước có ai ấy, chửi trần. Ngày trước là không có áo mà mặc thì mới phải chửi trần. Bây giờ có áo rồi, tụi gì phải chửi trần. Áo nâng đời, áo nâng đời, vừa đầu cái áo
áo đều đều, bây giờ áo xinh xịn hơn rồi nhỉ. Trời, 30 cái, 50 cái lên đời này. Áo ba lỗ của anh nhìn ngứa mắt lắm. Ừ, người ta đến vòng cổ, anh ấy, cái áo này còn xịn này, cái áo đều, sợi xuống đến tận rốn đấy. Chẳng thế. Con gian ấy nhỉ. Sợ sệt ấy nhỉ. Sợ qua cái lỗ đấy anh. Điêu luyện hết nhỉ. Đánh cờ đấy. Chưa cái cờ. Đo thì đục đấy, đục lỗ này nhá, xong rồi đo phải cẩn thận đấy, chứ không á. Chứ không đấy, nha, giả dụ nhá, bây giờ cái lỗ này. Đó. Đo làm sao để cho nó vừa với cái này đấy, tầm này là đẹp. À, nhét cái cây nhỏ vào trong nữa. Nhét vào đấy để xong làm bàn đạp như thế này này. Như thế này này, mình đạp lên mình đi ấy. Đấy không? Mọi người khá nhỉ. Đấy đi cà kheo thì cứ lên gặp anh em Tamao nhé, mình sẽ để lại cái này. À, để mình làm xong cái cà kheo này mình sẽ để cái quán sữa Tamao để cho thôi xuống thử đi nhé. Thế thì anh lại phải làm mua thêm một hòm tiếp tế. Tiếp tế gì? Áo hòm y tế. Chống gãy răng à? Chống gãy răng ấy. Có viện răng hàm mặt xử lý hết rồi. Chẳng thế. Xong rồi gọi một bác sĩ đến chuyên gia. À đấy, anh em mình còn phải đi đào hoa dã quỳ để về trồng quán sữa nữa cơ. Để cho mọi người đến đây ngắm hoa dã quỳ luôn, đỡ phải đi xa. Ở nhà em cũng có một gốc. Gốc nhà mày có hoa đâu. Ờ nhỉ, sao năm nay không có hoa nhỉ. Gốc nhà mày mấy chục năm rồi. À, ở trên xe tư cũng có ấy. Đây, nói chung là đục lỗ này để đấy vào này. Xỏ vào, lúc nãy đục cái lỗ này to quá, bây giờ đục lại. Một cái một lỗ, một cái hai lỗ. Cái nào nhỏ hơn nhỉ? À đây, cái này trước này. Trời. Em được chưa? Dự tính nó sẽ cao như tầm này. Trời, thế treo lên kiểu gì đấy? Hả? To quá, phải xỏ quá. Treo lên kiểu gì? Treo lên thì mình đứng lên trên kia để đạp vào đây để đi. Ai à? Mày bảo đi được không? Không. Sộp, cứ để im, cứ làm mà xem. Không mới đi được luôn. Lỗ nào nhỏ hơn thì cho xanh cây nhỏ. Nè. Nè chưa? Thôi được. Không được gì. Anh làm nhâm nhỏ lắm. Nè anh nè với ta bằng đinh. Sắp xong rồi, sắp xong rồi mọi người ạ. Em đợi anh mệt lắm rồi đấy. Sắp xong rồi. Ui đinh to quá này. To em mày chắc. Anh đóng chặt rồi. Nể tiếp đấy. Đóng đúng rồi, nể tiếp đấy. Nó xuyên qua đây luôn đó. Đúng chiều chưa nhỉ? Đúng rồi. Không. Phải chuẩn chiều đấy. Mày dễ đi. Sao mày ngã? Râm mặt. Năm thì đẹp quá đi bờ. Anh đợi đi. Từ từ bình tĩnh. Làm nghệ thuật mà không được. Ui nghệ thuật đấy. Đinh bắn vào dùng cách tầm 3 mét. Không được là vụn. Không được vụn vá. Anh ấy cẩn thận làm cái pop rồi đi tay chân chỉ đấy. Lại well 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 well.
ok không? Chưa ok được, chưa ok được. Nó phải còn nhiều cái bước nữa. Cuốn gì thiếp à? À cuốn gì rút này? Giờ là phải chêm vào nữa, tại vì mình đục nó hơi to rồi. Đói lắm rồi, thì nó là thịt gà cho anh đi. Đi. Thôi. Thịt gà cho anh đi. Ơ. Nằm nhau không? Bọc xuống à? Cáo này đố anh đi được ấy. Mày cả sẽ đi được. Được chưa anh? Được rồi. Nó hơi bị nẻ một tí tại vì mình dùng cái đinh nó hơi to mọi người. Đáng nhẽ chỉ dùng đinh 5 nên mình dùng đinh 7. Đấy, xong rồi đấy. Tao làm suốt mà lại kêu không biết làm. Để lo cái này cho nó chuẩn đã. Chả không biết làm. Mày thi đi không? Không, em ngã. Cái này không dài. Cái này phải đi ra thêm bóng chưa ấy? Ừ, đi nữa. Đi mọi mọi địa điểm tí nữa tao ra tao lội nước mày xem. Ngươi ngã đây. Tao ta lội nước mày xem không tin à? Người khác em tin. Tin người ngoài không tin anh em. Không nên tin anh em. Đấy ra rồi. Ok. Cảm chưa? Mình sẽ thế là sao mình cứ chờ chơi lẹ hôn. Phải đi rửa đó mọi người ạ. Mình cứ chó này, mình cứ chó rồi. Mà này cao này. Cao hơn bao đây đây mọi người nhá. Anh thử đi em nào. Anh thử đi em nào. Phải kiếm chó để ngồi đã. Đấy. Ôi trời ơi, nhìn kinh khủng. Yêu. Đi đấy. Hơi run chân. Chả run. Đi đi. Lúc này này. Mày nhìn kìa. Tại cái cây này nó hơi yếu này. Không chưa dám bước lên. Chỗ kia vẫn dính cái chó ấy. Thế thôi. Lấy tinh thần đã. Nhắm lên, cố lên. Anh bảo ngày trước anh đi siêu lắm mà. Không phải, cái cây này nó yếu quá nhìn này. Thôi. Cái non cây nó chắc chắc tính như này. Đừng bốc phía. Đi treo đi. Treo lên. Quên này. Treo lên, đây lại bốc phiết. Ô lời. Nhiều việc con còn làm được cái gì mới đi thế này. Mày có phải gạc không? Quả này là hơi bị ác chiến đấy. 1, 2. Treo lên. Ôi. Hơi run chân. Chân hơi run. 1, 2, 3. Lên. Lên. Cao quá. Cắt bớt tí nhỉ. Không. Thế này cắt nó cắt bớt thì một đốt thôi. Tại vì nó cao quá. Anh chờ ạ. Thế này nó mới ngầu. Mình ngầu à đấy. Mày vào lấy cho anh cái mũ bảo hiểm cái. Không. Không. Phải có bảo hiểm mới dám trèo lên. Không là nó sẽ thành nguy hiểm chết. Được, mọi người chờ 5 giây nhá. Anh cho anh là mũ bảo hiểm của em. Mũ tí. Mũ xịn này. Mũ con khủng long. Nó mà cứng là mình đi được đấy. Cao như này, cao đấy. Kéo lên. Anh nhìn, kéo lên. 1, 2, 3. Nào. Đi đi. Cố lên, cố
Bác chỉ sợ nó bổ ngửa ra đằng sau thôi. Không. Quả to, bốc phét. Thôi, ngày cho anh thì xíu đó. Cái này nó yếu quá. Yếu. Nó yếu quá, nó cao quá thì làm sao mà đi được. Không bao giờ yếu. Nó yếu quá. Thôi. Một bước rồi đấy. Thôi, không đi được đâu. Một bước rồi, tao mà đi được 3 bước thì sao? Anh đi 10 bước đi. Không phải, nó cao quá. Anh cứ bình tĩnh này. Nó mà không cao quá là mình đi được đấy. Người ta còn cao bằng cái đầu anh ấy. Ôi thế hãy chặt bớt đi. Từ từ. Không được, phải chinh phục thử thách đi. Thế này thì mới là thử thách chứ. Thử thách thì đi thấp lại thì. Quá kia. Em mà đi, em đi 100 bước. Mọi người thấy cái chân nó rung 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 đấy. Đấy. Chứ tại vì không phải là mình đấy đâu. Cái này nó yếu quá. À. Bây giờ hôm nay được mấy bước rồi nhỉ? 2 bước. 3 bước. 2 bước. 1 bước lùi. Cố lên. Ui. Thôi thôi thôi. Thử thách. Kết thúc tại đây. Không được. Cưa bớt thì tại vì nó. Đây. Ô, lấy cưa đây. Con chỉ là thử thách nữa. Phải, nó cao quá nữa. Nó yếu, chân nó yếu. Bây giờ sẽ thử cắt bớt một đốt trước đã. Ừ, sao đây? Đến sao đây? Bắt lấy nè. Thử cắt bớt một đốt trước đã. Một đốt một thành 2 đốt à? Tí nữa nếu mà thấy đấy quá thì mình có thể chặt tiếp. Papi. Bao giờ đến lúc nào đi được thì thôi. Ừ, thế thì chặt hẳn cái bàn đạp xuống đất đây. Ta đi được. Khổ vây cứt chó. Đùa, nhà mình hơi làm cứt chó. Chán ngóng mình. Tí nữa lại phải đi rửa rồi. Rồi đi đi. Tôi sẽ thử xem đi được mấy trăm mét nha mọi người. À, đi. Mấy chục mét. Đi đi. Ngã này ngã này, lấp mốc rồi. Lấp mốc rồi, đi. À xa. Đi. Đi dẻo vết rồi đấy. Cái này nó mấy người nhìn mông ma này cả. Ngoài. Nó tê tái. Mày thấy rồi đấy, mông ma này cả. Ây. Mỏi ghê. Wow. Có được nghỉ không? Không. Dựa tường bao nghỉ tí. Đi luôn. Dựa tường bao nghỉ tí. Đi nhanh vào. Hôm nay. Ui. Ui ui. Nè rồi. Nè rồi. Nè. Nè bàn đạp rồi. Ôi dê. Ôi dê. Nhưng mà sẽ cố gắng xong cái thử thách này. Đã đi lên đến nhà bà Tiền. Sao anh chui vào nhà? Mỏi quá. Ông Cơn. Ông thấy cháu cao không? Ôi, sao anh nhìn thấy? Quá tưởng vai. Ui, chưa lên đến nhà bà Tiền. Ô lên. Nè, 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 nè cái dưới chân mình rồi mọi người ạ. Ai làm cái kiểu keo rồi đấy? Đóng đinh. Cháu không? Làm tận đâu đây? Thử hay là làm đấy? Thử ạ. Cố gắng đi đến đâu hết sức nhá. Mỏi đấy, lên đây, mua qua một thử thách nha, là lên đến nhà bà Tiền rồi nhá. À, quên rồi. Đi lên gốc xe cứ thế nào. Thử thách thứ hai là đi lên đến nhà. Nhà tiếp theo. Rồi. Nhà bà Tám. Nên nhà bà Tám. Đấy, đi giỏi đấy. Vươn cao đây. Cái này nhá, không phải là dễ đi đâu mọi người nhá. Cái này cực kỳ khó đi đấy. Vì sao mình đi được như thế này? À ngày xưa. Rồi, anh đi ra được. Kể
ăn bốc phét đấy mọi người ạ. Là ngày xưa mình đi khá là nhiều nhưng mà ngày xưa không đi cái nào cao như thế này cả. Ôi, tai nạn. Cảm giác là khá là mệt. Nhưng mà đi cái này mà tắm tổ chim được ấy nhỉ. Mình sẽ cố gắng đi xa nhất có thể, gọi là lập kỷ lục Việt Nam. Ui, tai nạn. Hôm nay mình sẽ lập kỷ lục. Đại ca giúp cho chị được. Nếu mà không phải hôm nay điều kiện hơi khó khăn là hai cái cây tre này đều yếu quá, nó không cứng. Cái cây bên trái mình đây này, chân này này, là nó rất là yếu. Và cái thứ hai nữa là cái bàn đạp ở trên chân trái của mình. Và cái thứ ba nữa là đang bị má đại ca. Ui, không biết đi. Đang bị cái bàn đạp bên chân trái của mình đang bị toát. Và thử thách thứ ba là lên đến nhà ông Trung là đến cổng rồi. Ai nhỉ? Xin chào anh Toàn. Wow. Kinh điển không anh? Ôi, kinh điển luôn á. Nhưng em thấy người ta chạy nhanh lắm. Anh thử chạy nhanh em hả? Không chạy được. Thử. Đau chân rồi. Ôi, thế cũng đòi. Toát cái dưới rồi. Nhưng mà chân chưa? Đi cái xe nào, đúng địa điểm ra nào. Cố gắng nào. Cố gắng lên thế nào? Ôi, một, hai, ba, lên thế nào? Ba. Ui giời. Rồi, thử thách kết thúc. Anh ta gheo quăng cực ruột luôn, để anh ấy luôn thế nào? Ui giời. Cố gắng. Ba đi qua đi để cho sang từ ba tớ rượu đi nào. Ui, đi con em, vượt được chính mình thế nào? Nào. Ba đi cao hỏi lắm mọi người ạ. Như hiểu là đau đẻ. Như người đau đẻ kìa. Như hiểu là buồn đi vệ sinh. No. Đau mệt. Phải nói là hơi bị được. À cho ông Tấn đi thử rồi. Hơi bị đan chảy đúng không? Cái bàn đạp này nó bị toác mất rồi, yếu mất rồi. Thế nên là khá là khó để đi tiếp được. Với lại khá là mỏi mọi người, mỏi lắm. Mình đã đi được khoảng tầm cái cổng nhà mình lên đến đây phải được 100 mét rồi. Nào, cho ông đi thử đi nào. Ông đi đi. Đấy. Có đi được không? Đấy, ông đi đi. Đố ông trèo lên mà đi đấy. Ông đi trèo lên đi kiểu gì? Trèo lên từ bao xong rồi bận đạp vào rồi. Ai làm này có đi xích nhở? Ông phải bỏ theo đi. Thế mới là thử thách. Vẫn lên chính mình nhé. Ông phải trèo lên được từng bao. Đây đi nữa. Bố nào đi nổi. Đấy, bố đây, bố đi được đấy. Mất dạy. Đi nổi đâu. Mất dạy. Đâu ai đi được. Đây. Lên thế nào được mà lên. Ông phải trèo lên từng bao. Thôi rồi. Thế ông chịu thời. Ông chịu thời rồi. Ông đi từng bao kia kìa. Ông đánh đi được không? Bây giờ cố gắng sợ làm ngã một cái thử thách nữa. Là đi về nhà. Không đi ra được nữa à. Nó mỏi hết cứng hai cánh tay rồi. Chưa nè phải ăn được bao tô cơm nhỉ. Mỏi cứng tay luôn đấy. Tao làm một ô. Còn mỏi cứng tay thật luôn nha. Tay cảm giác bây giờ như kiểu cái lần đầu đi tập gym nó mỏi. Ấy, thật. Thế chiều có câu được cả không? Câu thì còn câu được. Nhưng mà thôi khả năng là Đi về. Thôi, mình sẽ cố gắng vừa đi vừa chào tất cả mọi người. Để tao xe máy đi qua đã. Bây giờ mình sẽ đi giật lùi nhá. Đặt sang bên đây. Dũng, bao đệ sang bên đây. Dạ. Đấy. Rồi đi giật lùi cho Trang, mày phải xem đằng sau anh có cái gì không nhá. Đi giật lùi sao á? Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy clip của mình hay nhớ cho mình một like, một share và một sao có gì không? Không. Một comment ý tưởng ở bên dưới nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh Hoàng Trung bên cạnh của mình nhá. Kênh Hoàng Trung bên cạnh nhá. Đây là kênh mới của mình, mọi người nhớ chia sẻ và ủng hộ thật nhiều đấy. Vâng. May mà xong được. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.